Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn download và cài đặt MySQL của Pen trên trên Windows 10. Thì tôi sẽ đi vô cái trang là mysql.com. Rồi, bạn đi vô cái trang này. Rồi, tôi sẽ click vô cái tab download này. Và các bạn sẽ chọn MySQL Community Download này. Rồi các bạn chọn MySQL Installer for Windows. Rồi ở đây tôi sẽ chọn cái file này. Cái file này nó có cái file mà có cái kích thước là 4.35.7G này này. Các bạn click vô để download nha. Ở đây thì nó hỏi các bạn là có nốc pin hay không, thì các bạn không cần phải nốc pin thì các bạn chọn là no thanh, rất may download. Rồi, nó đã download xong. Rồi, tôi sẽ chuyển cái file này vô một cái folder nào đó đi. Đây, tôi sẽ để nó ở đây. Rồi bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ double click vô để cài đặt nó. Rồi tôi sẽ chọn Z. Rồi tôi chọn Z. Rồi ở đây thì cái mục chọn type thì các bạn chọn là developer default. Rồi tôi chọn net. Rồi chỗ này thì tôi chọn execute đi. Rồi chỗ này tôi chọn cho agree đi. Tôi chọn install này. Rồi tôi đi cho lâu này. Ở đây thì có một số cái mục như là manual này, thì cái phần này thì nó là một cho cái option để mà các bạn cài đặt với lại tích hợp với lại một số cái tool khác như là Visual Studio hoặc là Python gì đó thì không cần thiết, thì tôi sẽ bỏ qua. Tôi chọn Next, tôi chọn Z, tôi chọn Execute. Rồi tôi click cho net. Rồi click cho net. Rồi tôi click cho net. Tôi click cho net. Rồi chỗ này tôi sẽ nhập cái root password. Chẳng hạn như tôi mời nhập là 123456 a còng đợi. Rồi tích cho net. Rồi cái này thì tôi để mặc định. Rồi tích cho net. Rồi tôi chọn execute. Rồi tôi tích cho finish. Rồi tôi tích cho net. Rồi tôi tích cho finish. Rồi tôi tích cho net. Rồi chỗ này tôi sẽ nhập password của tôi như vừa nãy rồi. Đây là cái password mà vừa nãy tôi đã nhập cho cái user root hồi vừa nãy. Rồi tôi đi cho chat này. Đó, nó báo là connection success này. Rồi tôi đi cho net này. Rồi tôi đi cho execute này.
Rồi tôi đi cho finish này, đi cho net này, chỗ này thì tôi không chọn nó, tôi sẽ cho finish này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi cho cái phần này, tôi kiểm tra xem là nó đã có chưa. Đây đây, kia đây đã có cái thằng MySQL Shell này. Đây, tôi sẽ cần sử dụng cái thằng MySQL của Ben 8.0 CE này. Tôi sẽ tạo ra một cái icon ở desktop. Đó, và bây giờ tôi sẽ mở cái MySQL của Ben này lên. Tính cho open này. Đó, rồi giao diện ban đầu của nó sẽ xông lên như vậy, và tôi sẽ nick cho cái connection này của tôi. Đó, tôi sẽ nhập cái password mà tôi đã setting cho cái user root. Tôi nick cho ok. Đó, thì đây là cái giao diện sau khi mà chúng ta login cho success như vậy. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt cái chương trình MySQL Workbench ở trên Windows 10. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.